Rồi, ok. Xin bằng nha. Rồi, xin chào bạn. Chào diễn đàn và toàn thể anh chị em ở trong diễn đàn. Tại vì mình thì thấy cái lũ ba que này nó xin tạc nhiều cái quá. Nó xin tạc nhiều cái quá, mình cũng lên nhiều cái diễn đàn để mình anh em mình có góp tiếng nói để cho lũ ba que này thì ấy. Thì hôm nào á anh Băng á là em đang ở hiện tại em đang ở cái thành phố Nha Trang. Nó Ok. kêu là đất Nam nó không phát triển thì hôm nào á em đi ra đường. Em đi ra đường rồi lúc nào đó anh on á, anh like á thì em cho anh xem nhìn thành phố Nha Trang cái thời Việt Nam Cộng Hòa có làm được như vậy hay không, hay là Cộng sản làm được. Thứ nhất, thứ hai là bây giờ em mới nói các anh em chị em trên diễn đàn này là mình nói á, là biểu là bây giờ mình đừng có kêu là hoang mang gì hết, tại vì nhà nước bây giờ có chủ trương để mở cái đường cao tốc là bây giờ mình phải vỗ tay thôi, mình hoan hô để làm chi. Làm gì là mở cái đường cao tốc là để cho thông thương, để là thứ nhất là thông thương để anh em mình đi tốc độ, là coi như là giờ tương lai người dân á, sẽ có tiền giàu có lên và sẽ mua xe hơi, mà mua xe hơi thì từ Bắc vào Nam và Nam ra Bắc là đi nó rất nhanh thuận tiện cho mình thôi, không có gì hết. Thế là bây giờ toàn bộ cái cộng sản á, thử hỏi là bây giờ cũng như cái bạn nào bữa hôm lên diễn đàn nói á, là Việt Nam Cộng Hòa là từ coi từ vị tuyến 17 vào thì hình như Rồi 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 bây giờ này có một bạn bạn nói, tức là bạn bảo là Nha Trang giờ tàu cộng lấy hết dạy hết, nhưng mà tôi chắc đánh lộn là lấy hết. Giờ bây giờ bạn đã đang ở Nha Trang đấy, thì bây giờ bạn nói mình về đang ở tình Nha hình Nha Trang là bữa Trang. nào á mình ra đường á là mình cho các bạn thấy như là tàu cộng nào lấy, không có tàu cộng nào lấy được hết á. Người Việt Nam mình bỏ tiền ra để xây khách sạn lên cho tàu cộng ở đó để mình kiếm tiền, chứ không có tàu cộng nào lấy cả, cộng nào lấy. Bây giờ bạn đi ra nước ngoài là bạn có mua được nhà hay không, bạn chưa có quốc tịch, bạn chưa có giấy tờ gì, bạn có mua được không, chứ đừng nói gì đến đến nói Trung Quốc nó sang đây nó có giấy tờ mà nó đi mua, nó có quốc tịch chưa. Các bạn nói là đâm ra các bạn ngu, chứ không phải là các bạn là Đúng. người ngu bạn mới nói như vậy Đúng. Bây giờ thì đúng không. ví dụ mình chỉ cần nói là luận đất đai của Việt Nam chưa bán đất cho người mang quốc tịch nước ngoài. Chấm hết. Thì Bây giờ đó đấy. là Đấy, vậy thôi, các bạn thì ở bên Mỹ, các bạn thì kiểu bên Mỹ, các bạn không có quốc tịch Việt Nam, các bạn chỉ có quốc tịch Mỹ. Các bạn về Việt Nam mua mua, mua nhà, mua đất đi. Đâu có mua được, chỉ mua được chung cư thôi. Chứ không mua các được bạn chỉ mua đất, được, phải thứ nhất thứ hai là các bạn không? chỉ nhờ người nhà các bạn mua thôi, mà trong khi bác nhà nhờ người nhà các bạn á, theo người nhà các bạn về bên đó, các bạn về thì coi như người nhà các bạn lại lật mất mẹ đi, các bạn là coi như người nhà lại tham thì coi như người nhà lấy mất của các bạn luôn. Mình nói thiệt, thiện chí mình ở Nha Trang này mình biết mà, có người ở bên Mỹ coi như là đi sang bên Mỹ rồi nhờ lại ngược Rồi, lại về Việt Nam bữa hôm đó mua. cho thằng Trường Nguyễn nó xuống dưới hầm cầu rồi. Rồi, xin mời bạn. Nó mua nhà rồi coi như thậm chí nhờ người Việt mua nhà rồi quay về lại coi như đất của nó, rồi coi như bây giờ giá đất lên cao nó đâu có trả cho. Thì bây giờ giờ khóc giờ méo chứ làm gì đâu. Thứ nhất bây giờ lại bảo là Việt Nam Cộng Hòa là ngày xưa là bảo là từ từ Rồi mình lúc khi rồi. đó vào vào đây là bảo là coi như là ngày xưa đi đèo không, bây giờ đa số làm hầm đi hầm hết, còn bây giờ nhà nước có chủ trương để làm đường cao tốc. Thứ nhất là sao làm gì cái nông sản truyền thống á, để làm gì. Thứ nhất là bây giờ nếu bây giờ xuất qua Mỹ thì biết bao giờ để được đem được ngoại tệ về, chỉ xuất sang Trung Quốc thôi, cái nguồn lợi đó là nguồn lợi ở đâu để mở mở thông thương ra đây xuất ra nông sản của người dân mình làm ra. Bây giờ người dân mình làm ra mà không làm ra mà không bán cho ai thì làm ra làm gì được. Thì bây giờ buộc thì bây giờ mình phải làm đường cao tốc lên để chở nông sản ra bán cho Trung Quốc chứ bán cho ai, chờ nhờ ai đúng không. Nếu bây giờ 90% bây giờ nông sản bây giờ hầu như là xuất khẩu sang Trung Quốc thì người dân nông dân Việt Nam mình được nhờ chứ đâu nhờ nhờ ai đâu. Thì bây giờ nhà nước mở mở đường cao tốc để làm chi, để cho xe chở hàng đi bán hàng cho Trung Quốc thì người dân Việt Nam mình được lợi chứ có được cái gì đâu. Mà những cái bọn bao que nó cứ 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 xin tạc. Còn bây giờ bạn xin lỗi bạn này, cái thành phố Nha Trang ngày xưa mình vào á, tới đây mình vào trước năm 85 vào đây cái nhà tầng 2 20 chưa có. Còn xin lỗi bạn nha, bây giờ thành phố Nha Trang hả? Bạn về như một cái Hồng Kông á. Xin lỗi bạn vậy. Hồng Kông thu nhỏ. Coi như là nó phải là 52 tầng trở lên. 54 tầng là cao nhất của thành phố Nha Trang này, dọc Tôi cái bờ nói với biển thành thằng phố Nha Hải Trang. Ngũ này,
mày vào chương trình tao mày chửi tao như thế nào cũng được, mày nói kiểu gì, nhưng mày chửi hồ chủ tịch là tao lốc. Đó là nguyên tắc của diễn đàn tao. Còn ví dụ mày thằng thích nào tao à, mà... anh Đăng ơi, xin phép anh nha, những thằng nào mà nó chửi đến đến Bác Hồ thì anh nên anh lốc ấy. Anh đừng để làm gì hết, cái thứ đó là để thà nó chửi mình sao cũng được, tại đúng vì rồi. Mình sống ở trong đất nước, tại vì sao chứng kiến mình cũng là dân lao động để bây giờ mình đi làm để dành dụm thôi, nhưng mà những cái chúng nó là nó không có chịu làm, mà bây giờ nó muốn là bán nước bọt để nó kiếm sống thôi. Còn mình không có lương ba củ đó, chứ bảo là mình lương ba củ, nhưng mình không cần lương ba củ, mình tự mình làm mình kiếm ăn được mà. Còn nói về xăng dầu á, thì bây giờ nói về xăng dầu á, tại vì sao nhà nước buộc bây giờ thế giới xăng dầu lên thì buộc đất nước mình phải lên thôi, chứ không nói rằng không nói một cái chuyện gì hết á. Còn bây giờ nói bảo là bây giờ xin lỗi bên bên Mỹ các bạn lên thì các bạn đi xe hơi, các bạn đi khổ nhé. Còn ở chúng tôi ở Việt Nam này đi làm chỉ có 10 cây số, 5 cây số à, không bao nhiêu hết á, không bao nhiêu. Xăng nó có lên thì chỉ lên 2.000 đồng, 1.000 mấy đồng, không đáng là đến bao nhiêu hết á. Không đáng là một cái nhiêu hết á. Một ngày đây tôi đi làm đây, tôi nói thẳng là bây giờ tôi đổ ra 50.000 đồng xăng. Tôi phải làm được 500-600.000. Nó sao dám lên, Nguyễn không dám lên. Ở đây mời bất kỳ, mời mình diễn đàn mình mời bất kỳ một bạn nào lên, mà càng ba que mình càng muốn mời lên. Để đó cho nên nó nói với ba que này, nó đã nên em nói với anh Bằng á, hôm nào á anh like mà em đi ra đường á, em thấy anh like là em vào em mở like ra cho nó thấy cái thành phố Nha Trang, cho nó thấy, nhất là cái con Từ Dương nó kêu là nó sẽ sang bên nước ngoài, nó đang ở dưới xã Mai Hội Trại Chủ Nghĩa mà của mình đây mà nó bước sang bên kia, cái nó hô hào cho nó coi như là chỗ nào trong trong sạch hơn. Xin lỗi với bạn, chưa bao giờ bạn về cái thành phố Nha Trang, nhưng về thành phố nhiều người về thành phố Nha Trang, người ta chỉ cần người ta bước chặt chân tới là người ta thấy thứ nhất là con người nó hiền hòa, thứ hai là thành phố thông minh sạch đẹp, không có gì bằng. Em nói thiệt, tại vì sao em ở cách quảng trường là coi như là 4 cây số, cách nhà mẹ nấm phản động á, nói thẳng cái đường cho nhà mẹ nấm hiện tại bây giờ giá đất có bèo lắm, nó nằm vô 150 triệu một mét vuông, cách con nhà mẹ nấm á, cách con mẹ nấm á, em nói thẳng với anh Bằng á, là nửa cây số, em nói cho anh Bằng biết vậy đó. Hiện tại cái đất mà chỗ ngay chỗ nhà con mẹ nấm á, hiện tại bây giờ giá đất á, nó nằm vô 150 triệu một mét vuông, em nói cho anh Bằng biết vậy chứ mấy đâu. Cho nên á, cái tụi ba que này á, nó mình phải ra, mình phải là nếu mà anh like ra, mình ra like cho nó thấy những cái nhà cao tầng, rồi những đường xá sạch đẹp, rồi người ta đi tập thể dục buổi sáng hoặc là buổi chiều người ta về người ta tập thể dục, người ta trồng những cái tù thể dục cho người dân, mình đi ra, mình ra đó tập thể dục, nó mới nhìn thấy, nó mới biết lợi cái nào, đường xá mở ra sao. Rồi hôm nào nên, bây giờ hôm nào mát trời đấy, buổi sáng, nhất là buổi sáng chủ nhật, thì bạn trước khi bạn like bạn điện thoại cho tôi, thì nói chung tôi sẽ mở like ra cho bạn bên kia quay, cũng như hôm trước có cái một bạn ở bên Mỹ, vì kiều bên Mỹ bạn về Đà Nẵng, thế bạn điện thoại trước cho tôi mở like ra để cho bạn quay những cảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng đấy, để cho bọn ba que xem thấy những người dân, những Việt kiều người ta về, người ta quay trực tiếp luôn. Đúng rồi, ok. Thì đó cho nên em mới nói anh mà nghe chứ, nhiều khi là mình nói ra thì tụi nó chẳng qua nó biết hết, tại vì em nói thẳng với anh Bằng, hiện tại bây giờ em ở chỗ nôi á, cái nôi là nôi bỏ nước ra đi rất nhiều, mà bây giờ quay về nó không, nó nhiều đứa nó coi như là nó qua cả 30 năm, có đứa 30 mấy năm, có đứa 40 năm nó chưa về, mà bây giờ nó về một lần, bây giờ nó bỡ ngỡ, nó đâu có nhận ra được đâu, cái nhà cho nó mà nó nhận chưa ra, những huống gì cái đường xa cho nó, bây giờ ngày xưa nó về như cái ổ chuột, bây giờ coi như là nhà nước mở đường ra, được mở xá ra, khai khách sạn lên 50 tầng, 30 tầng, 40 tầng, nó có nhận ra đâu. Cái đó thôi nó sao nó nhận ra được, còn bây giờ chúng nó ở bên đó, nó chỉ biết đi cọng neo, nó làm, nó gửi tiền về cho người nhà, nó đã ăn ở nhà đây chơi, đi ngồi cũng bài, đi vô đá gà, đi chơi chích chích kia chứ làm gì đâu. Phụ nữ đi cũng bài, còn đàn ông đi đá gà, đi chích chích kia chứ làm gì, nó đâu có chịu làm đâu, nhưng người dân mình đâu mà. Đó, nó ý là có người bên Mỹ á, đem tiền về, gửi tiền về rồi hàng tháng chưa gửi về thì nó ra ngoài nó mua chịu, rồi người nhà lại gửi tiền về, đó là đem ra nó trả, cái lối nó sống kiểu đó, nó sống như kiểu không khác gì cái thời của Việt Nam Cộng Hòa, chờ bố Mỹ nó đưa tiền cho ăn ấy chứ đâu mà, nó bố thí cho ăn ấy, cho nên cái lối sống cái lối quen rồi, cho nên bây giờ bố Mỹ của nó là trên hết, chứ đâu, nó không chịu làm.
chứ còn mình là dân lao động, mình làm bây giờ mình biết có được chứ mình làm sao có được đó. Cho nên mình thì em cũng lên em góp ý vậy thôi, chứ còn mà nói biểu là bây giờ cái đường cao tốc, em nói thiệt với anh, nếu bây giờ cái đường cao tốc á mà mở được á là chính thức cái người dân miền Nam của Được mình hưởng lợi. là được hưởng rất nhiều. Tại vì sao? Ở trong miền Nam mình là cái khí hậu nó rất là ôn hòa. Trong khi đó thứ nhất là dưa hấu là một này, thứ hai là cá ba sa này, tư là lúa gạo này, thứ năm là heo này, ở trong này hầu như là xuất sang Trung Quốc hết. Em nói anh chứ bạn em nó chạy xe công rồi ở trong này là nuôi tôm hùm nữa, nó xuất bằng tôm hùm qua đây nha. À, bên Mỹ làm gì có ăn tôm hùm như trong Trung Quốc, bên Việt Nam mình bây giờ 500 ngàn một 1,2 triệu một ký tôm hùm xuất để đem sang bên 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 Trung Quốc bán 2,5 triệu một 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 ký tôm hùm. Bây giờ bạn em nó chạy xe công đây với chạy xe lạnh đây, từ đây để chạy sang Trung Quốc phải chạy, nó chạy là nó kêu là ra từ Nha Trang đây mà chạy chở tôm hùm đi sang ra tới ra ra tới Móng Cái là để xuất sang Trung Quốc là 22 tiếng. Đấy, phải chạy 22 tiếng, chạy coi như là hai tài tiên tù tàng phải chạy 22 tiếng. Thứ nhất là ốc hương, thứ hai là tôm hùm đa hầu như là xuất sang Trung Quốc, rồi dưa hấu. Em hỏi anh chứ nếu mà bây giờ mà để bây giờ Việt Nam mình mà xuất ra để sản xuất ra để cho người Việt Nam mình để xài thì làm sao mà người Việt Nam mình Dư mà có dư sao mà nhiều. Trung Quốc mà không xuất ra Trung Quốc thì lấy ở đâu mà xài cho hết, phải đem ra đường mà đổ à. Đó cho nên mình mạnh nhiều năm này, coi như là Trung Quốc nó không ăn nông hải sản cái coi như Việt Nam mình ứa lại coi như là rớt giá xuống coi như là chết bà luôn đó anh Bằng à. Anh thấy thì trong nước anh em mình thấy rõ gì đâu, cho Đúng, nên thấy bạn em nó rõ à? chạy xe Đúng rồi, công nó dưa hấu bị đổ đi nhiều khi là có cái thời gian thanh long cũng ế, nhưng mà nói chung là bà con bây giờ thanh long thì giá cao đúng không? Đấy, toàn xuất cơ khẩu Trung Quốc ấy. Gạo cung tất coi cả như thứ là mình thì hầu xuất hầu phần như lớn là là Trung dưa Quốc hấu với đúng thanh không? long ở trong miền Nam mình là xuất sang Trung Quốc này, rồi tôm hùm với ốc hương là em thấy ở địa bàn em là thấy là thấy là hơi bị nhiều đó. Bạn em nó chạy xe công vậy là nó chở sang, nó chở coi như là dưa hấu xoài ở Cam Ranh với coi như là thanh long. Bạn em nó chạy xe công lạnh đây chứ đâu mà nó chạy coi như là bây giờ mà nếu mà mở thông thoáng cái đường coi cao tốc nữa thì nông sản của mình lại càng bán được, chạy càng nhanh ra thì coi như là được đỡ hư hao thì càng là càng có giá nữa, thì người nông sản của Việt Nam mình lại người dân Việt Nam mình càng nâng cao lên đời sống lên nữa. Có gì đâu mà còn nếu nó nói biểu là người Trung Quốc nó sang Việt Nam mình đi đi du lịch chứ đi đâu. Riêng cái thành phố Nha Trang nó xin lỗi bạn nha. Nói cho anh bạn biết này, riêng một thằng Trung Quốc vô ngay cái khu du lịch là một thằng mua vé vô 30 ngàn. Vô hai nơi, một cái khu là Hòn Trồng và cái khu Thác Bà. Đó em nói thẳng với anh là cứ một thằng Trung Quốc vô đó là bán vé là 30 ngàn. Em nói phải anh à. Rồi, xin lỗi Logic. bạn, tôi trả lời cho bạn Hải Ngũ chứ. Bạn có biết là coi như trượt cái trượt giá của Việt Nam năm 2018 là bao nhiêu không? Hả? Và bạn bảo chuẩn bị mua 1 triệu một ổ bánh mì. 3,8%. Đúng chưa? Còn lãi suất tiền gửi bạn gửi tiết kiệm hiện nay gửi các ngân hàng là bao nhiêu? Đã đến 7% một năm chưa? Hả? Mà bạn bảo 1 triệu một ổ bánh mì. Mà kinh tế Việt Nam bây giờ không phải kinh tế Việt Nam cách đây 30 mấy năm đâu nhá. Cho nên là Đó, tôi cho nên nói em súng nói với miệng hay anh là bằng nó này, nghèo quá. em trả lời anh bằng cái này là hiện tại chỗ chỗ em thôi, khách du lịch thôi, riêng mà khách Việt Nam mình chính là con vợ em nó bán bánh mì một ổ là chỉ có 10.000 đồng tới 12.000 đồng thôi, nhưng mà riêng khách Trung Quốc là mình phải lấy 25.000. Nói cho anh bằng biết Đấy. nó đi ra là nó xô xô là nó ra là nó ùa vô là nó bán cho nó là mình bán từ Ôi, hai chục cái tới thằng hai mươi Hải Ngố này mày in thêm thêm tiền là lạm phát à? Nhưng Việt Nam hiện nay lạm phát có 3,8% nhá. Sao mày ngu thế? Mày cứ thấy in đó tiền cho như nên những cái á giấy lộn là lạm phát à? Cho nên 1 triệu bộ ổ mì đúng rồi. Thôi mày chuẩn bị mua 1 triệu ổ mì. Còn tao mà năm nay tao mua 15.000 đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Sang năm tao mua 15.000 đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Một ổ bánh mì. Đúng nhá. Cái loại mày đầu óc ngu si đần độn vậy cứ in tiền ra vậy nó như giấy vậy chứ. Ông lạm phát coi như 1.000%, 100%. Mà trong đó
lạm phát của Việt Nam Quốc hội ấn định có 4%, nhưng mình năm ngoái là 3,8%. Cho nên á, em nói với anh này, coi như là kêu á, okay, nếu mà Trung Quốc nó không đi du lịch Việt Nam, chờ bạn nói chứ. Anh bạn hiểu không? Thì bây giờ là người dân lao động là chết đói. Em nói thẳng, riêng Đà Nẵng là một, thành phố Nha Trang là hai, là người dân lao động mình là coi như là chờ bố Mỹ là chết đói đấy. Anh bạn hiểu không? Tại vì sao? Nó sang đây nó đi du lịch, nó ăn đủ thứ trên đời. Em nói anh nhé, người lao động mình là được hưởng lợi hết. Từ anh xích lô, anh đặt xích lô điện, cho tới anh taxi, cho tới anh coi như là tài xế xe vận chuyển đưa đón nó từ sân bay về khách sạn, rồi từ khách sạn chở đi vòng vòng quanh thành phố, đi các nơi. Rồi là người nông dân là mò cua bắt ốc ở vùng ven quê sẽ gửi lên thành phố bán đi, để rồi lại vô các nhà hàng thì nó vô nó ăn. Chứ người dân Việt Nam mình nhờ cái đó chứ nhờ ai đâu. Bây giờ em nói thẳng chứ, nếu mà chờ Tây để mà nó sang, khách Tây mà khách châu Âu mà đi sang để thành phố Nha Trang thì không bao giờ có phát triển được nhiều như vậy. Em nói thiệt anh mà. Tôi nói anh này, ngay kể bên Nam Hàn nhé, thì cái năm ngoái thì các bạn có thấy có một vụ coi như là khủng hoảng chính trị nhỏ nhỏ giữa Nam Hàn và Trung Quốc, vì Nam Hàn chấp nhận cho Mỹ có bố trí một hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ấy. Thế thằng Trung Quốc nó mới cấm các công ty du lịch lữ hành đưa khách đoàn nhé của Trung Quốc sang Nam Triều Tiên. Chứ có người đi tự do thì ok. Nam Triều Tiên thiệt hại về du lịch 70%. Mà đó, sau đó Nam Triều Tiên nó phải coi như là ấy lại với Trung Quốc. Nó nói với tất cả các bạn như thế, cho nên cái thằng Ba Que nó muốn phá Việt Nam là cái gì là nó phá. Nhưng còn đấy, bạn là đang ở Nha Trang. Khi mà ví dụ dân Trung Quốc nó sang du lịch, mà du lịch ở hình như có mùa đúng không? Nha Trang du lịch có mùa đúng không? Đấy, thì là có mùa thì nó đông. Mà mới mùa thì cũng nghèo tèo một số khách thôi đúng không? Đấy. Không, nhưng mà bây giờ thành phố Nha Trang bây giờ nói thẳng với anh là khách nó bốn mùa hết đó anh ạ. Bây giờ đông lắm, bây giờ đông. Nhưng càng mùa hè tí ạ, thì càng mùa hè thì dân nội địa của mình, dân của trong nước mình nó đi cũng nhiều. Nhưng mà dân khách Trung Quốc và khách Tây thì nói chung cùng nó đi bốn mùa hết. Bây giờ là đi bốn mùa hết. Bây giờ hiện tại, bây giờ em đang đi giao hàng các nhà hàng đây mà. Em đi giao cho các nhà hàng, chứ giờ vùng nhà quê nó gửi lên em đi... em đi vận chuyển, em đi giao hàng cho người ta đây mà. Em đi giao vô tất các nhà hàng đây. Bây giờ hàng hóa nếu mà bây giờ không những đó mà không ăn được thì bây giờ lấy gì? Anh thứ đấy, anh em thì em sao em có công ăn việc làm? Vâng đúng rồi. Nhưng mà vừa nãy bạn nói một cái chi tiết thế này, nhưng mà mình cũng mong muốn cái những chi tiết nó không xảy ra. Ví dụ bán cho bồng ổ bánh mì cho khách nội địa có 10.000 mà bán cho khách Trung Quốc là 25.000, thì những chuyện đấy là không bền vững được. Đấy. Không, em nói thiệt, tại vì không phải là bền vững. Em nói thẳng với anh, tại vì Trung Quốc nó sang đây nó ở là nó không bao giờ nó ở được, nó đi lại lần nữa. Nó chỉ tới đây một lần một, mà trong khi đó em nói thẳng với anh là nó tới là nó đã tới, nó ăn ngon là nó chủ nhau nó ra chỗ đó, nó ăn 3 ngày nó ra liên tục. Tại vì em vợ em bán này mà, sao em lại không biết? Không, vợ em đứng em bán này mà. Cho nên là chỗ em là có nhiều khách sạn, là Trung Quốc nó ra là nó đi ăn. Là nó lại là nó ăn chỗ đó, là nó lại nó ra đó chỗ đó nó mua nó ăn. Người dân Việt Nam mình, em nói thẳng với anh em, mình bán chỉ có 10.000 đến 12.000 thôi, nhưng mà dân nước ngoài, khách tới, khách du lịch tới là dân Trung Quốc tới là sắt. Nói thẳng, không có gì đâu phải sợ. Đấy là cái quái của người Việt Nam rồi. Vậy thôi, mình ưu tiên cho người Việt Nam hơn, còn khách Trung Quốc là mình sắt. Có gì đâu mà. Đấy đúng rồi, đấy là bạn nói rất thực thật, sự thật, không giấu giếm đúng không? Không giấu giếm gì hết. Em nói thẳng trên diễn đàn này em không có gì mà giấu giếm cả. Bây giờ ai cũng vậy thôi. Đúng. Riêng nhiều anh xích lô xe điện cũng vậy. Em nói thẳng với anh, khách Việt Nam mình đi thì giá nó hay phải chăng, nhưng mà khách Trung Quốc nó dứt, nó không có ngán gì hết. Tại vì khách Trung Quốc mà, người Trung Quốc đó, mình làm nô lệ nó cả ngàn năm rồi, bây giờ nó sang đây mình giúp nó đâu có cái gì đấy. Mình không có gì mình sợ cả. Còn nói thẳng với Ba Que này, mấy đám Ba Que nha, riêng các bạn ở trong miền Nam này này là coi như là
biểu là các bạn biểu là dân Trung Quốc nhiều. Bây giờ dân tụi tôi dân miền Bắc á, ở có cái nơi làng Ba Tàu không, hay là các bạn nhiều làng Ba Tàu nhiều hơn? À, em nói anh Bằng nha, đúng không? Bây giờ anh Bằng á, bây giờ mình về ngoài Bắc mình á, thử hỏi coi có cái làng Ba Tàu nào mà ở tập trung lại không, ai như ở trong miền Nam mình không, đúng không? Trong đó là mình tự biết thôi, mình tự hiểu thôi, là ở đâu người ta cho Trung Quốc ở là cũng nói đã biết đó. Cho nên mình nói ra thì bây giờ, nói ra thì bây giờ biểu là đất nước bây giờ là thống nhất rồi, thì bây giờ mình đừng cái ôm cái hận thù trong người nữa, mà bây giờ tốt nhất là mình là phải sao hướng về Tổ quốc, về đất nước mình, để làm sao cho đất nước mình văn minh lên là một, thứ nhất. Thứ hai, mình đem những văn minh nào ở nước ngoài về để mình góp phần của đất nước, như thằng như ông Nhật Vượng á, từ một ông đi sang xuất khẩu lao động rồi về có công nghệ ở Việt Nam mình đem sang bên đó, rồi bắt đầu đem công nghệ của đó về Việt Nam mình đi du lịch này nọ đi khác, thì bây giờ là tỷ phú nhất nước cái gì nữa. Thế mấy ông có dám được như Nhật Vượng không? Nổi đó thôi, thì tụi nó thua chứ đâu. Mà đa số là những cái người cộng sản đi về làm giàu cho đất nước, chứ còn nếu mà bọn bà que có được thằng nào mà đi về để về về đất nước Việt Nam mình làm giàu cho đất nước Việt Nam mình không? Không có. Em nói thẳng, tỷ phú của đất nước Việt Nam mình toàn bộ là những người mà đi lao động xuất khẩu rồi quay về ngược lại Việt Nam mình để là đầu tư để làm ăn. Còn hầu như mà nếu mà nói về bà que thì có được thằng nào đâu. Anh coi đó là mình biết thôi anh bạn à. Nói thẳng thôi, cho nên chúng nó bây giờ khôn là chúng nó biết thì chúng nó quay đầu về. Bây giờ nói thẳng, xin lỗi các bạn nha, bây giờ các bạn về Việt Nam mẹ. Bây giờ cho bắt các bạn cầm 100.000 đô về Việt Nam mình, mà các bạn sống vì vu, các bạn chẳng phải làm máu gì, các bạn chỉ sáng mai đi uống cà phê, trưa về ăn cơm xong lên giường ngủ, sáng chiều lại đi chơi, chẳng làm máu gì hết. Đúng không anh Bằng? Đúng rồi. À, đúng anh em trên diễn đàn, mình nói thẳng. Bây giờ ở Việt Nam mình chỉ cần có 3 cái nhà, 4 cái nhà cho mướn thì đủ, đủ sống, chỉ cần đấy thì nó làm nhiều. Làm cái nhiều. À. Rồi, okay. Bây giờ anh chỉ cần 5 căn phòng hay chục cái phòng cho một phòng mướn, có bèo lắm, bèo lắm được 1,5 triệu bạc, thì tháng có 7-8 triệu bạc, chục triệu bạc ăn đi chơi làm gì, làm gì nhiều. Rồi ví dụ cái, bây giờ tôi nói với bạn là cái mái nhà của tôi trong Mobifone thuê cái tí cái mái nhà để dựng cái cột tăng ten, một tháng 9,5 triệu. À đó, nhiều đó rồi chứ cái gì đâu. Nhiều đó là bác ăn bác đi chơi rồi đó, bác chưa khỏi cần làm, thì bây giờ con cái bác lớn rồi, bác cần gì làm nữa, đúng không? Đâu, em nói thẳng cho bây giờ nhiều nhà, chứ nhiều nhà ở đất ở trung tâm thành phố nó cao quá, đất bây giờ bán đi ra ven phố ra mua nhiều lên rồi xây cho phòng trọ, rồi đầu óc không có, đầu óc kinh doanh rồi những người ta mua dồn lại, người ta đi làm khách sạn cao tầng á. Thì bây giờ bán đi ra vùng như không phải ven ven mà tầm khoảng độ cách thành phố khoảng độ 3 cây gì đó, mua đất khoảng độ 300-400 m2 rồi bắt đầu xây nhà trọ lên, bắt đầu cho mướn, chứ tháng lấy phòng 1,5 triệu anh nó đi chơi cho làm gì hả? Nói vậy bây giờ bà que cho bà bây giờ này đi. Bây giờ này Huy Đoàn ở đây chúng tôi toàn nói sự thực, kể cả ví dụ bạn khách mời ở trên diễn đàn bạn nói là ví dụ bán bánh mì cho Việt Nam là 12.000 đồng nhưng bán cho Trung Quốc 12.000 đồng, nói sự thực hết. Nhưng cái chuyện đấy là mình nghĩ là về vấn đề sự thực là bây giờ là vậy, chứ sau dần dần thì nói chung bán cho khách Việt Nam hoặc bán cho khách nước ngoài giá như nhau, nhưng mà đây là nói sự thực. Nếu mà bạn muốn thích lên bây giờ đây, okay, là mình không mời bạn mình nói, đúng rồi. Giờ bây giờ mình nói, mình nói thiệt tình chứ mình không may nói xạo làm gì đâu. Tại vì sao? Cái gì? Nó đi sang đây, nó đi du lịch, nó chỉ đi một lần. Cũng bây giờ như tôi đi du lịch thôi, tôi sang cái nước đó tôi đi chỉ biết cái nước đó một lần, một thôi, lần sau biết bao giờ tôi đi sang tới nơi. Đúng không anh Bằng? Suy nghĩ rất là hay. Vâng, rồi, ok. Rồi, xin cảm ơn bạn. Là... Rồi. Rồi, cảm ơn. Rồi, một... rồi bây giờ có một ngày buổi sáng chủ nhật nào đấy, trước khi, ví dụ bạn có thời gian rảnh mà trời nó mát mát, bạn muốn live stream thì bạn điện thoại trước cho tôi, thì tôi sẽ mở diễn đàn để cho bạn thấy cảnh đẹp của Trung Quốc. Rồi, ok, xin cảm ơn nhé.